Rồi, anh tên gì anh? Anh Gấm. Anh Gấm. Gấm Cami hả? Rồi, sau đây anh Gấm, anh sẽ có hai bi. Em quăng bi nha. Rồi, ok, bi trắng với bi vàng. Anh đánh 3 băng trở lên, A băng sẽ được tính là 2 điểm. Ok không? Ok không? Trời ơi, chơi vậy là quá toàn rồi. Phần thi của anh Gấm Cami. Ồn Gấm anh có cơ ghiền luôn nha anh em. Có không trời, thiếu bất phê rồi. Quá ổn anh trai ơi, quá ổn rồi, quá ổn rồi. Rồi, anh tên gì anh? Tí. Rồi, sau đây là phần thi của anh Tí. A Tí ấp phi gì? Rồi, Tí có hai bi nha anh Tí ơi. Trắng vàng. Đù có sườn luôn, quá ngon luôn Tí ơi. Rồi, chúng ta sẽ cùng xem cú đánh của A Tí. Một pha đánh tứ băng có đêm, quả chục có đau, có đau. Trời, quá xui rồi A Tí ơi, quá xui rồi. Rồi, xin mời tiếp theo. Anh tên gì anh? Dạ anh tên gì ạ? Anh Hiệp. Sau đây là phần thi của anh Hiệp phò mã. Đó, cây cơ là 45 chai mà cục lơ 5 xị nữa, cây cơ được tới 45.500 nữa đó, cố gắng nha anh. Không không, bi trắng bi vàng anh, bi đỏ là bi tổ, mình không chơi bi đó được anh. Rồi quá ngon luôn Hiệp ơi. Anh em chúng ta cùng xem phần thi của anh Hiệp phò mã. Gì? Một cú tử băng của anh Hiệp có các bạn. Trời ơi. Quá ổn anh Hiệp ơi. Dày quá dày. Quá đáng tiếc các bạn ơi. Em tên gì? Sơn. Sau đây là phần thi của em Sơn. Sơn ơi, quýnh cái cờ năm ăn hết cái lưu sơn luôn em. Hứa luôn. Chúc em may mắn. Bi anh Hiệp phò mã vô dày quá, vô mỏng thôi. Lại là sườn. Nãy giờ đâu có bi khó đâu anh em. Chúng ta đến phân thi người chơi thứ 8. Sơn. Một pha cúp băng. Có đá nha anh em, có chỗ bao. Có chỗ bao. Trời, không có luôn. Vẫn chưa có điểm. Trời ơi, ổng vừa ra cũng nói hốt luôn. Rồi, anh tên gì anh? Anh Quang. Sau đây là phần thi của anh Quang. Thôi giờ cho anh Quang tự quăng bi, đổi phong thủy Quang. Trời ơi. Quang báo đây. Quang báo, trời ơi. Có A băng cho anh Quang không? Không có rồi. Ba băng con. Ba băng con. Chà, bi thì ba băng con khó à. Cứ A băng là có 2 điểm. Chúng ta xem phần thi của anh Quang Báo. Nãy giờ em quăng là đã quăng đàng hoàng, không quăng công chuyện không anh đừng lo. Giờ mình hên hay xui thôi. Rồi một pha A băng của anh Quang. Được chưa, trời ơi, ông nhắm thôi. Ông quyết định quýnh 3 băng con. Một cú đánh 3 băng con. Không khó rồi anh Quang ơi, bắt đi quá khó. Và bây giờ A băng tao quýnh hết ga hết số rồi, lụm rồi. Anh tên gì anh? Việt. Sau đây là phần thi của Việt, người chơi thứ 10. Chúc Việt may mắn nha. Trời, nãy giờ quýnh bàn nhỏ là ra điểm nhiều rồi đó chưa. Không mà ba băng mình phải chơi bàn lớn nó mới đúng. Cơ hội cho Việt. Trời, bi này quá ngon Việt ơi. Bi này anh em biết nút số rồi quýnh trúng xiền luôn á. Chúng ta sẽ cùng xem phần thi của Việt, người chơi thứ 10. Ồ, tay trái luôn, vừa miệng luôn Việt ơi, cứ ghi điểm trước đi. Một pha đánh 5 băng về, có 25, có đi. Hay quá, vỗ tay em ơi. Trời ơi, có tùng rồi, có tùng rồi, cơ hội. Cơ hội. Hình bi này A băng vẫn có thể trúng mà cũng có thể hụt. A băng được 2 điểm á Việt. Chúng ta có 2 bi. Người chơi sẽ có 2 bi.
một pha đánh tứ băng của Việt có điểm rồi nè, hay quá Việt ơi, hai điểm cho Việt. Ôi ôi trời ơi, sơn hay quýnh cái nồng lấy một chai Việt ơi. Một pha kết phá chung có luôn rồi Việt ơi, ba điểm là gì anh em ơi, hay quá. Ây da, cái này khó à. À, chế trắng thở, chế vàng nó hở hở xíu là chế cam hở hở xíu được à. 3 điểm cho Việt. Việt chỉ còn cách 1 triệu, 2 điểm nữa thôi. Mang tiền về cho vợ. Một pha đánh phải tinh tế hết sức nha anh em. Một cú đánh kẹp nách không thành công rồi. Vâng, xin chúc mừng bạn Việt đã ghi được 3 điểm. Chúc mừng từ từ rồi, bỏ 3 điểm. Chào anh tên gì anh? Dạ em tên Vũ ạ. Vũ, rồi. Vũ đệ phải không? Vũ đệ hay là về Vũ đại? Rồi, sau đây là phần thi của Vũ. Vũ sao không? Hiện tại Việt đang dẫn đầu với 3 điểm. Một cú đánh 3 băng con của Vũ con. Hay quá, có điểm rồi Vũ ơi. 1 điểm. Bình thường một trái 3 băng mình có 3-4 đường quýnh rồi. Bây giờ 2 quy nó tới 7-8 đường quýnh luôn. Trời ơi, quýnh gì nhẹ nhàng dữ vậy Vũ. Hay dữ vậy Vũ. Có anh em. Bàn này nó tới 200 triệu cái rồi nó không có đổ được. Chào em tên gì em? Tên Thoại. Thoại, sau đây là phần thi của Thoại. Chúng ta đã đến với người chơi thứ 12 rồi nha anh em nha. Hiện tại dẫn đầu vô phá lưới vẫn là Việt. Vẫn chưa có ai lấy được một chai của Thịnh Kền. Rồi chúng ta sẽ cùng xem một cú đánh. Hai băng gãy có đêm. Trời, quá đáng tiếc em trai ơi, quá đáng tiếc. Trời ơi, kiếm tiền về vấn đề luôn. Anh tên gì anh? Tên Dũng. Anh Dũng. Sau đây là phần thi của anh Dũng. Dạ, giờ em quăng bi ha. Hay anh Dũng muốn tự quăng không? Rồi, ok anh em quăng ha. Ok anh. Chúc anh Dũng may mắn. Cơ hội cho anh Dũng. Rồi, quá ngon Dũng ơi. Quá ngon. Một pha đánh tứ băng của anh Dũng. Có đêm không? Hay quá, vỗ tay đi em ơi. Hay quá. Ồ, cơ hội cho anh Dũng. Ghi 2 điểm. Bi này nút số là buộc rồi. Tí sủ dần mẹo, thình tỷ ngọ mùi. Rồi anh đọc nút số lên cho anh em khán giả nghe luôn Dũng ơi. Rồi 45 nhân 2 anh ơi, 90.000 tiền giờ. Đồ 731 rồi. Bi này cực kỳ ngon luôn. Bi này là biết bún ba băng là bút lông phải A băng rồi. Không. 45 quýnh vô 5 thiểu đồ, 45 quýnh 5 mới đủ. Trời ơi, quá đáng tiếc cho anh Dũng. Nè, chế bi 45 chúng nè. Bi 50 quýnh 5. Lộn phải chưa? Quá đáng tiếc. Và bây giờ xin mời tiếp theo. Dạ, anh tên gì anh? Anh Tám. Và bây giờ là phần thi của anh Tám. Quăng bi là bi nó sẽ chạy ra hên xui nha anh em nha. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng xem một pha sổ ba băng con chăng. Bi này là anh em quýnh cái bộ, nó gọi là bộ tu du.
Một cú sổ ba băng không thành công rồi anh Tám ơi. Chị? Chánh, sau đây là phần thi của Chánh. Lấy cờ đi em. À Chánh, anh cho em quăng bi luôn nè Chánh. Rồi, sợ xui phải không? Ok em. Mấy anh biết tại sao mà chơi game show nó khó không? Tại vì mình có một mạng à. Thấy không? Thí dụ mình quýnh trong cái trận á, mình thua cơ này mình còn gài được cơ khác đúng không? Còn game show lên quýnh có một lần à. Đó, cái đó là cái độ khó của cái khi mà mình thi nó là vậy à. Một cú đánh năm băng về của em Chánh có các bạn. Trời ơi đã rồi cưng ơi, ngay đầu luôn, quá xui em trai ơi. Và bây giờ xin mời tiếp theo. Rồi, giờ em quăng anh Cường ha. Chúc anh may mắn nha. Vì anh Cường cầm số đất nên anh Cường sẽ được nhân đôi giá trị tiền thưởng. Nếu anh Cường đi được cơ 5 điểm, 3 băng 2 huy, anh sẽ được thưởng nóng 2 triệu. Cố lên anh Cường ơi. Trong cái game show 3 băng này là một lần em quýnh ở chợ Lách Bến Tre là chỉ có một bi luôn, quýnh bàn lớn, anh kia đi cơ 6 luôn. Lãnh nhận 3 mâm tiền thưởng luôn. Một cú đánh gãy của anh Cường không có rồi anh Cường ơi, quá đáng tiếc. Em chào anh tên gì anh? Anh Nguyên. Anh Nguyên, số báo danh 22. Rồi anh cho em xin cái số luôn anh Nguyên. Chúng ta có 17 người. Hai người chơi là anh Trọng Tài với lại anh Tâm. Và anh bé chủ quán sẽ được một suất. Anh bé muốn nhường dài là anh bé nhường nha. Rồi chúng ta sẽ cùng xem anh Nguyên. Rồi Trọng Tài chuẩn bị lấy cơ Trọng Tài. À, không có hết rồi. 17 người anh. Một cú đánh 5 băng không được rồi anh Nguyên ơi, sao anh Nguyên không đánh cướp băng. Và bây giờ kết thúc 17 người chơi bóc số. Hiện tại bạn Việt vẫn đang dẫn đầu với 3 điểm. Và bây giờ chúng ta sẽ đến phần thi của khách mời. Em mời anh Tâm. Anh Trọng Tài anh Tâm chơi trước. Rồi xin mời anh Tâm. Rồi em quăng bi nha anh Tâm nha. Rồi chúc anh Tâm may mắn. Đá máu này bình thường anh em chơi ở nhau cũng được, cá độ thùng bi ăn gà cũng được. Cơ hội. Kỹ với anh, tại vì mình chỉ có một lần đánh nên là mình cứ đi tới đi lui mình nhìn. Đâu. Liệu có ai là vượt qua được bạn Việt hay không nha. Việt đâu ơi, Việt đâu ơi, Việt đâu ơi. Dạ. À anh đánh, đợi anh Hiền đánh không? Ok, rồi anh bé đã nhường cho anh Hiền. Một pha cướp băng của anh Tâm có các bạn, hay quá các bạn ơi, một điểm. Và xử lý trái xe rất tinh tế, né đá cứ bình tĩnh. Một pha đánh hai băng carré có các bạn không? Oh, hay quá anh Tâm ơi, quá hay các bạn. Rất là tinh tế. Anh đánh giống em thời phong độ của anh Tâm. Hai điểm cho anh Tâm. Một điểm nữa là anh Tâm sẽ giết kịp bạn Việt. Một pha ba băng con tiếp theo. Một pha đánh ba băng con có em ơi. Có ba điểm, vỗ tay em ơi. Quá hay, quá hay. Quá hay, rất hay. Cơ hội. Hai điểm nữa, anh Tâm sẽ có một chai. Trời, chạm bi hơi dày rồi anh em mà có không? Dừ rồi, chạm bi, chạm bi đã dừ. Ba điểm chúc anh Tâm đã ngang bằng với bạn Việt. Không sao. Và bây giờ xin mời anh Hiền. Rồi sau đây chúng ta mời anh Hiền cho chàng phó tay cho anh Hiền em ơi. Rồi
Lâu lâu chơi món này cho vui cho anh Hiền nha. Bi sườn quá ổn cho anh Tâm ha các bạn ha. Ồ, một thế bi A Băng dành cho anh Hiền. Chà quá ngon luôn nha anh Hiền. Dạ. Số là hên xui anh, phải lắc ra số. Rồi xong rồi tới trọng tài anh. Đúng rồi, trọng tài chắc chắn được chơi rồi. Trọng tài là người thứ 20. Rồi chúng ta sẽ cùng xem pha bay bi A Băng lấy 2 điểm của anh Hiền. Một pha đánh A Băng của anh Hiền. Có không các bạn? Có không? Trời, quá đáng tiếc anh Hiền ơi. Và bây giờ xin mời anh trọng tài Tính Thái Gương. Rồi, vô nhanh Tính ơi. Nếu như anh Tính không ghi được 3 điểm giống như anh Tâm và Việt thì anh Tâm và Việt sẽ bước vào lọt đá penalty. Tại vì cây cơ là chỉ có một cây cơ à. Ồ, A Băng sấy nữa anh, ghê vậy. Sấy sao mà anh nói với mấy đêm bạn sấy sao. Ông chơi cứu A Băng sấy. Ồ, chỉ vô đó là thấy cũng trúng trúng rồi đó. Anh chỉ 30. Một pha đánh cả băng của anh Tính. Có đây, hay quá, em vỗ tay lên ơi. Tiếp anh chưa mới 2 điểm mà. Anh em thấy trọng tài A Băng uy tín không? Trời ơi. Anh gán đi, mùa sau tôi vẫn không đi thi Barra Game rồi. Ủa, A Băng đường nữa nè, mà anh dán A Băng không á? Không, nhưng mà không, nói chung là bây giờ mà nó hên xui. Ý anh này anh kêu A Băng nghịch á, A Băng nghịch nghịch cặp cặp á. Một pha đánh tứ băng có các bạn. Trời, quá đáng tiếc rồi anh Tính ơi. Vâng, và chúng ta đã có kết quả là anh Tâm và Việt sẽ bước vào đoạn đá penalty. Nè Tính, cái bì đó bốn quýnh vậy nè. Nè nè, để hai phê A Băng vô đây nè. Để trên đi cơ trên đầu A Băng vô đây đi. Rồi A Băng mạnh vô, nè đóng ngay ngón tay nè. Rồi A Băng mạnh tay luôn. Ừ đó, rồi đánh mạnh đi cho nhớ đó, hay chưa? Rồi mốt chơi nha, mốt chơi nè, buộc chúng rồi đúng không? Đúng không, đúng không? Bi đó là sườn bị giả rồi, bi đó là phải đánh vậy. Rồi và bây giờ chúng ta sẽ cùng xem lạc đá penalty giữa anh Việt và anh Tâm. Hai anh em sẽ đánh 2 điểm thôi, penalty 2 điểm. Em sẽ quăng bi, anh Tâm chế chắn, Việt chế vàng, ai gần băng quýnh trước, ai tới 2 trước người đó thắng nha. Rồi ok. Đó, coi đá penalty vậy mới căng nè anh em. Cái cơ 3 triệu sẽ thuộc về ai đây? Ai đi trước đây? Ai đi trước đây? Rồi, vàng của trước xin mời bạn Việt. Đá penalty 2 điểm nha các bạn. Hên là giải thưởng là cây cơ có 3 triệu chứ giải thưởng là 30 triệu chứ hai ông này giờ mặt không còn miếng máu luôn. Ờ, nhớ đường đó nha, nhớ chưa, nhớ chưa? A nhẹ cái lầm nè. À lấy cơ khác không sao, không sao. Rất căng thẳng, rất căng thẳng. Cái cơ là chỉ có một cái cơ để phần thưởng thôi. Mà 5 điểm là nãy giờ chưa ai lấy được, rất đáng tiếc. Một pha đánh ba băng con của anh Việt có đi. Hay quá Việt ơi, hay quá. Cơ hội cho Việt dứt điểm trận đấu. Đánh một bi rồi nha anh em. Một bi thôi nha Việt nha. Nếu mà Việt cái này A Băng trúng thôi là quá hay rồi. Việt quyết định đánh một cú A Băng gãy. Một pha A Băng chơi đây, không có rồi, cứ hỏi cho anh Tâm. Đó, giờ anh em coi nè. 2 điểm pizza mà chỉ giá 3 triệu. Đâu, quýnh luôn anh, quýnh luôn mà, quên rồi. Không, đánh 2 điểm tới. Đánh 2 điểm tới, đá penalty 2 điểm tới. Ai tới 2 trước là người đó thắng. Đúng rồi, đánh sau tới 2, ai tới 2 trước. Cái đó nó gọi là đá penalty.
Một pha đánh 5 băng về của anh Tâm, có các bạn. Hay quá, 45. Hay quá Tâm ơi. Trời ơi, quá đáng tiếc. Thiếu một xíu lực thôi. Và bây giờ cơ hội dứt điểm trận đấu cho bạn Việt. Tâm muốn chơi bì đó hay rồi, bì đó đúng bài rồi. Việc đánh trúng cái bì này là Việt sẽ là người giành chiến thắng. Nhưng mà bì chưa dừng là chưa biết ai thắng đâu nha anh em. Một pha đánh sỏ dằn của Việt, có anh em. Mảnh chạy là trúng đúng rồi, anh nói đúng rồi, chạy nổi mà. Dư rồi. Ai cơ hội cho anh Tâm. Một pha áo băng 2 điểm. Rồi bây giờ mấy anh em nút số nè, mấy anh em nút số xuất hiện nè. Cú áo băng này sẽ mang lại cho anh Tâm phần thưởng. Bây giờ mà trên mạng mà nó nhảy số á, là bên này bên trắng đây còn lại con 8 rồi đúng không? Tại cái thế bi này đúng không? Nói chung là người ở trong nó sẽ là không có sáng bằng người ở ngoài. Nhưng mà anh em chúng ta hãy để cho cơ thủ tự quyền quyết định. Một pha đánh áo băng tứ băng của anh Tâm, có anh em? Không có rồi. Đúng rồi đó, anh Linh, anh đúng rồi đó, anh Linh, anh đúng rồi đó, chẳng số luôn rồi. Không sao, không sao. Cơ hội dứt điểm trận đấu cho Việt. Một pha đánh 5 băng của Việt, có đâu? Có! Có! Trời ơi, chưa luôn. Trời ơi, thấy chưa? Chưa, chưa. Anh Tâm vẫn còn sống. Rồi, anh em thấy chưa? Pizza vậy nó mới có cái tê, cái giật của pizza. Đó, nhiều khi mình thấy mình thắng rồi, mình chưa thắng rồi. Cái rung trong pizza là cái đó là không có tiền là mua được đó. Một pha đánh 3 băng con của anh Tâm. Có điểm cho anh Tâm rồi, vỗ tay em ơi. Anh Tâm đã may mắn khi chế bị 5 băng vừa rồi. Việc đã đánh không không được may mắn mà bị lọt. Và bây giờ cơ hội chia đều cho hai anh. Rồi, máy nhảy. Máy nhảy, máy nhảy. Đúng rồi, chắc chắn đang cầm tiền là phải chấp rồi. Chính xác, anh Nguyên nói đúng chính xác. Một pha đánh tứ băng cho anh Tâm, thôi đi, thôi. Khoan, cô bé vàng. Trời ơi. Đó, thấy chưa? Thấy chưa, vậy là quê đúng không? Hồi nãy Việt là xui lòng, giờ anh Tâm xui bị đá. Đó, anh em thấy không? Một điều. Đó, bây giờ là cà vàng cầm tiên lại rồi, đó. Bây giờ anh em nào mà vô rồi, bà nhờ. Anh em trên mạng dự đoán bi vàng hay bi trắng hả? Hơn 6.000 anh em đang xem trực tiếp. Quá căng thẳng anh em ơi, quá căng thẳng. Một pha đánh 3 băng con. Có không? Trời ơi, có đá là có chúng luôn hả? Và bây giờ cơ hội dứt điểm trận đấu cho anh Tom với Thái Huy 3 băng con. Rồi, máy nghỉ rồi, hết nhận kèo rồi nha. Một pha đánh 3 băng con của anh Tâm, có ai rồi? Hay quá, vỗ tay lên ơi! Và kết thúc game show ngày hôm nay, chúng ta đã có người giành chiến thắng. Phần thưởng là 1 cái đô pizza của thằng kia trị giá 3 triệu, em vỗ tay đi em ơi!